Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với series mới này của mình nha. Thì series này sẽ là series hướng dẫn về các cái lệnh hay dùng ở trong một cái phần mềm. Thì nó sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về cái phần mềm đó hơn. Ví dụ như các bạn mà đã từng xem các cái clip của mình á, có một cái lệnh nào đó mình có nói mà mọi người không hiểu, hay là mọi người lên bất kỳ kênh YouTube nào khác á, mọi người xem người ta hướng dẫn mà người ta có nhắc đến một cái lệnh mà các bạn không hiểu cái lệnh đó nó dùng như thế nào hết, thì mọi người cứ về kênh của mình rồi xong mọi người tìm kiếm cái từ khóa, nếu mà cái từ khóa đó mình có làm cái clip hướng dẫn về cái lệnh này thì mọi người xem về cái lệnh đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Mình mong rằng qua cái series này sẽ hướng dẫn cho mọi người hiểu rõ về các cái lệnh và trường hợp nào mình sẽ dùng tới nó. Còn bây giờ bắt đầu thôi.